Những món ăn của đất phương Nam đó quý vị, nó là một cái sự kết hợp rất tài tình giữa các loại thịt cá và các loại rau trái, gần gũi bình dân nhưng lại mang đến cái hương vị thơm ngon và tốt lành cho sức khỏe. Có thể kể tới như là cái món cháo lương nè, kết hợp cùng với cọng môn ngứa là có ngay một cái món cháo ấm bụng và khiến cho người ta cứ phải nhớ hoài. Những món gỏi, những món canh chua là có thể trộn và kết hợp các loại rau trái rất nhiều với nhau và mang đến cái hương vị đầy thương, đầy nhớ. Rồi phải kể tới những cái món hấp nữa nha, như là con gà hấp mướp nè, cá tai tượng hấp với chuối cây, hay là cá lóc hấp bầu nữa. Nhắc tới hay còn cá lóc đồng đó, nó rồi rồi thôi nhưng mà cái thịt nó chắc, thơm lại ngọt nữa chứ. Kết hợp cùng với lại trái bầu hái ở trong vườn nhà hay là ra mua ở ngoài chợ quê đó. Những thứ nguyên liệu bình dân nhưng mà nấu lên món ăn là ngon tới nức lòng luôn đó.